Tạt bồng và nó mở ra cơ hội, tận dụng được không? Tỷ số là 2-0 dành cho các cầu thủ nữ Việt Nam. Sau rất nhiều những nỗ lực thì cuối cùng Thanh Hiếu cũng đã có được bàn thắng cho riêng mình trong trận đấu ngày hôm nay của Thanh Hiếu. Bóng đã trôi qua chân của hai cầu thủ bên phía U23 Bangladesh.